Thưa quý vị và các bạn, xác định sự kiện năm du lịch quốc gia 2021 với chủ đề Hoa Lư cố đô ngàn năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quảng bá, khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương gắn với bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô. Hưởng ứng sự kiện này, thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch và sớm triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động của năm du lịch quốc gia. Thời gian qua, thành phố Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho năm du lịch quốc gia 2021 Hoa Lư Ninh Bình. Tại khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường chính đi vào các khu du lịch được trang hoàng pano áp phích, cờ hoa, đèn màu hoành tráng, tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến với thành phố Ninh Bình vào thời điểm này. Chúng tôi đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú và có cái sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, tạo được cái điểm nhấn cho nhân dân trên địa bàn cũng như là du khách thập phương về với thành phố Ninh Bình cũng như là về với tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi đã hoàn thành các cái cụm cổ động, các cổng chào dàn không gian tuyên truyền, các cụm khẩu hiệu, rồi là hệ thống pano ở trên các tuyến đường, các cái biểu tượng ở trên các cái vị trí trung tâm của thành phố Ninh Bình. Về cái tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng tôi có các cái tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hai cấp và trên trang thông tin điện tử của thành phố Ninh Bình. Môi trường là vấn đề được thành phố quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố du lịch. Thành ủy đã ban hành chương trình công tác về đẩy mạnh công tác quản lý đô thị trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, xây dựng và vận hành đô thị thành phố Ninh Bình giai đoạn 2015-2020. Tập trung xây dựng có trọng điểm hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2015-2020. Đến nay, sau hơn 5 năm triển khai chương trình, diện mạo thành phố đã có những chuyển biến rõ nét. Đã trở thành việc làm thường xuyên vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Nhưng đối với mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, buổi dọn vệ sinh môi trường hôm nay, không khí hết sức sôi nổi. Mọi người cũng tập trung sớm và đông hơn để tổ chức quét dọn, chỉnh trang đường phố chuẩn bị chào đón sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố. Năm du lịch quốc gia 2021, Hoa Lư, Ninh Bình. Các câu lạc bộ bảo vệ môi trường trên 16 tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, nhất là bà con nhân dân ở trong cái tổ tự quản tích cực tham gia dọn vệ sinh với những công việc rất cụ thể như phát đĩa cành cây trước cửa nhà, rồi khơi thông công rãnh, phân loại các loại rác thải, đồng thời là đôn đốc nhắc nhở các gia đình bỏ rác ra ngoài đúng nơi quy định. Hội cựu chiến binh tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, các cuộc vận động của địa phương, nhất là cái cuộc thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các cuộc thi đua các hoạt động phong trào của địa phương trong năm tới để thiết thực ủng hộ và tạo điều kiện với các cấp các ngành bảo đảm cho năm du lịch tại Ninh Bình. Thành phố Ninh Bình đã rà soát hoàn thành việc sắp xếp các tuyến đường dây điện, dây thông tin liên lạc và hoàn thiện các tuyến đường văn minh đô thị, tổ chức quét dọn thu gom rác thải không để tồn đọng trong ngày, phát động nhân dân ra quân ngày thứ Bảy sạch, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, mương máng, tạo cho môi trường thành phố luôn sáng xanh sạch đẹp, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh. Thực hiện theo nghị quyết của thành phố và của phường về vấn đề là công tác là quản lý đô thị và vệ sinh môi trường, thì trong cái nghị quyết hàng tháng và đặc biệt là từ đầu năm, chi bộ chúng tôi đã có cái chỉ đạo rất là cụ thể sâu sắc cho tất cả, như vậy là các chi hội và các vận động nhân dân thực hiện cái chương trình gọi là vệ sinh môi trường, nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh. Và cho đến hiện nay thì các đường ngõ phố gọi là chúng tôi vẫn giữ phong trào là sạch gọi là đường, sạch nhà, sạch ngõ, sạch phố. Hội cao tuổi chúng tôi thì cũng tham gia vào cái vấn đề và theo dõi và giám sát cái quãng đường Trịnh Tú, tất cả các cái quảng cáo gì đó là không cần thiết là chúng tôi đều dỡ bỏ đi và vận động nhân dân là quét dọn thường xuyên sạch sẽ hàng sáng đối với dọc đường phố để đảm bảo vệ sinh môi trường cho tốt. Cái thứ hai nữa là về các cái mặt khác, ví dụ như là nguồn nước, nguồn không khí hay là thực phẩm thì cũng là vận động bà con là thực hiện tốt, làm thế nào ăn sạch, uống sạch và ở sạch để đảm bảo được cái công tác vệ sinh môi trường đạt được cái kết quả tốt nhất.
Cùng với đó, thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng, công ty môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình và Ủy ban Nhân dân các phường xã làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống biển báo trên các tuyến đường chính. Trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ, đặt chậu hoa tại các điểm công cộng, nhất là những nơi diễn ra các hoạt động sự kiện trong năm du lịch quốc gia 2021 trên địa bàn. Cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi rất phấn khởi, tập trung. Chúng tôi tập trung tất cả nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc. Trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã chỉnh trang toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trên toàn thành phố, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ trên toàn thành phố và dọn vệ sinh tất cả các cái khu vực nội thành trong thành phố. Đến thời điểm này là chúng tôi đã hoàn tất cái việc chỉnh trang và dọn vệ sinh để cho thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan du lịch, lực lượng công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự. Phối hợp với đội trật tự đô thị thành phố và 14 phường xã tổ chức ra quân giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh trái quy định, tháo dỡ biển quảng cáo, mái tre, mái hiên di động, phông bạt căng treo gây mất mỹ quan đô thị. Thì lực lượng công an phường là lực lượng nòng cốt, chủ động trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, sau phối hợp với các lực lượng, một là cái lực lượng bảo vệ dân phố, tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên khép kín địa bàn 24/24 giờ. Hai là phối hợp các lực lượng nữa là giải quyết dứt điểm các hộ vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các hộ bày bán hàng trên vỉa hè. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng là giải quyết triệt để các trường hợp không để lấn chiếm bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Ninh Bình về tập trung xử lý tháng cao điểm về cái công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để phục vụ cho cái cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp, và đặc biệt là để chào mừng các cái hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng như là địa bàn thành phố Ninh Bình. Thế thì phường Phúc Thành chúng tôi thì cũng đã nghiêm túc tiếp thu và đã có cái xây dựng kế hoạch rất cụ thể để ra quyết định để thành lập các cái tổ công tác để xử lý nhanh về cái công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thì hiện nay cái kết quả thì qua một tuần chúng tôi thực hiện thì cơ bản đã đảm bảo được cái mỹ quan đô thị. Công an thành phố cũng chủ động phối hợp với phòng BC08 công an tỉnh triển khai lực lượng thực hiện phương án phân luồng điều tiết tại 12 chốt giao thông để đảm bảo thông suốt. Hàng ngày bố trí 4 tổ tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là những tuyến đường địa bàn dẫn vào địa điểm tổ chức lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố tôi tập trung một số biện pháp để đảm bảo tốt cái trật tự an toàn giao thông, cụ thể như nhất là chúng tôi chuẩn bị đầy đủ cái trang thiết bị vật chất, ô bục cũng như là chấn chỉnh cái tư thế lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ để đảm bảo xây dựng cái hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố thân thiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn thành phố. Thì trong thời gian qua thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc, chúng tôi đang thực hiện tốt các cái chuyên đề về những nồng độ cồn, ma túy, rồi là cân tải trọng, đặc biệt là đối với cái số thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, chúng tôi đã bố trí lực lượng và các phương pháp tuần tra, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ xử lý nghiêm đối với các trường hợp này. Thì trong thời gian triển khai đợt đầu thì đến nay cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định và sẵn sàng tư thế để bảo vệ tốt cho các sự kiện của năm du lịch quốc gia. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thành phố chỉ đạo sát sao với việc tập trung tuyên truyền phòng chống dịch tới người dân, các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm đến du lịch và cả du khách, yêu cầu đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho khách du lịch và người lao động, tuân thủ nghiêm các quy định khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn. Với những hoạt động được triển khai đồng bộ hiệu quả, thành phố Ninh Bình sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong năm du lịch quốc gia 2021 Hoa Lư Ninh Bình.
Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Ninh Bình phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu trong điều trị cấp cứu người bệnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, các địa phương trong việc vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và hơn hết là sự đóng góp của những cá nhân giàu lòng nhân ái. Từ nhiều năm nay, phường Nam Thành luôn được Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố đánh giá là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, trong đó có nhiều cán bộ đảng viên công chức của phường đã tích cực tham gia và trở thành những tình nguyện viên quen thuộc trong mỗi đợt phát động hiến máu tình nguyện của thành phố, như đồng chí Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đã 16 lần hiến máu, hay chị Đinh Thị Kiều Hoa, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường đã 21 lần hiến máu. Trong nhiều năm thì công đoàn phường Nam Thành cũng phải nói là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó cái việc hiến máu tình nguyện thì được anh em đoàn viên công đoàn hưởng ứng rất nhiệt tình. Đối với các cái đợt hiến máu mà tình nguyện theo kế hoạch thì ngoài ra còn các cái đợt hiến máu mà đột xuất thì anh em cũng rất nhiệt tình tham gia. Dù là anh em trong thời gian bận công việc nhưng vẫn sắp xếp công việc để tham gia một cách nhiệt tình, trách nhiệm, để làm sao đảm bảo có cái lượng máu cần thiết nhất đối với người bệnh. Qua 21 lần hiến máu thì cá nhân tôi thì sức khỏe rất là tốt. Ngày trước thì tôi cũng có cái bệnh gọi là dị ứng thời tiết. Nhưng mỗi một lần hiến máu về thì cho đến thời điểm hiện tại thì là cái hình như là hiến máu nó có cái sự đào thải những cái độc tố và nó có những cái sản sinh ra cái lượng máu nó tốt hơn. Nên hiện tại là cũng không còn cái gọi là cái dị ứng thời tiết, cái thứ nhất, dị ứng thức ăn là cái thứ hai, và cái thứ ba là bản thân là cũng không ốm đau gì cả, rất là có đầy đủ các điều kiện để tham gia các cái hoạt động cũng như là trong công tác của địa phương. Hàng năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động cho các cơ quan ban ngành xã phường. Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng. Nhờ đó, năm 2020, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thành phố cũng đã đạt hơn 135% kế hoạch được giao với trên 925 đơn vị máu. Trong quý 1 năm 2021, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố cũng đã tiếp nhận và bàn giao 750 đơn vị máu cho các cơ sở y tế, đạt 87% kế hoạch năm. Bản thân tôi thấy là sức khỏe của tôi thì đảm bảo tốt các cái điều kiện để tôi hiến máu. Cho nên là hàng năm là tôi sẵn sàng là có mỗi một lần có cái chương trình mà hiến máu là tôi đều tham gia. Và tôi cũng rất vui vì mình đã góp một phần nhỏ thôi nhưng mà giúp được một phần nào đó những người bệnh, cứu sống được những người bệnh. Những cái cuộc lấy máu như thế này là vô cùng ý nghĩa và rất cần thiết trong cái việc cứu người, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà khi cấp cứu mà xảy ra thiếu máu và cần truyền máu và các chế phẩm của máu, thì đây thực sự là những cái việc làm của mọi người nó rất mang lại rất cái lợi ích to lớn và giúp đỡ cho bệnh viện cũng như là cho bệnh nhân cần điều trị. Thực tế cho thấy, có được kết quả từ phong trào hiến máu tình nguyện đó là do sự kết nối cộng đồng trong mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, vị trí xã hội. Chung một hành động thiện nguyện góp phần vì lợi ích xã hội, khi mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Thành phố Ninh Bình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.